Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Xe Điện Việt Thanh. Và như vậy là sau khoảng thời gian chờ đợi tương đối lâu thì mẫu xe VFV hay còn gọi là Vanguard đã chính thức về tất cả các cửa hàng của Xe Điện Việt Thanh trên toàn quốc. Xe Điện Việt Thanh vinh dự là đại lý sở hữu mẫu xe này đầu tiên tại Việt Nam. Rất nhiều bạn inbox cho Xe Điện Việt Thanh bảo rằng là hãy so sánh ngay một mẫu xe khác của đối thủ VinFast đi, đó chính là Felix S. Vậy thì hôm nay mình sẽ so sánh trực quan hai mẫu xe Vanguard và Felix S để cho các bạn xem rằng là hai mẫu xe này thì mình sẽ phù hợp với mẫu xe nào hơn, nên lựa chọn mẫu xe nào để sử dụng hàng ngày hơn nhé. Mình là Phương Thảo, chúng ta bắt đầu thôi. Điểm đầu tiên mình cần phải lưu ý cho các bạn, mặc dù đây là hai mẫu xe phù hợp với đối tượng là người đi làm trong phân khúc giá là 30 triệu đồng, tuy nhiên thì hai mẫu xe này lại đăng ký biển khác nhau. Các bạn cực kỳ phải lưu ý vấn đề này nha. Xe Vanguard thì ra biển MD, tức là người không có bằng lái vẫn có thể sử dụng mẫu xe này. Còn Felix S của VinFast thì là xe ra biển là đăng ký xe máy bình thường và bắt buộc là phải có bằng lái mới có thể sử dụng được nha. Đây chính là hai cái điểm mà đặc biệt nhất về mẫu xe này để các bạn lưu ý khi chúng ta quyết định là có mua xe hay không nhé. Tiếp theo đó là về phần thiết kế của hai mẫu xe này. Như các bạn có thể thấy thì nếu đặt từng một mẫu xe thì chúng ta đều thấy rằng là xe trông tương đối thanh lịch và thanh thoát, hướng đến nhóm đối tượng là người đi làm. Tuy nhiên khi mà đặt hai mẫu xe ở cạnh nhau thì các bạn có thể nhìn rất rõ cái sự khác biệt. Đó chính là xe Vanguard trông bệ vệ hơn tương đối so với mẫu xe Felix S, kể cả về phần mặt tiền, mặt phía trước, yếm, cho đến về phần đuôi và phần thân xe phía sau thì mẫu xe Vanguard có cái phần là to và bệ vệ hơn. Chiều cao yên thì hai mẫu xe này ở phía người ngồi lái thì tương đương nhau trong khoảng là 790mm. Phần ngồi yên sau của Felix S thì cao hơn, nhưng mà mình lại thấy có một cái điểm đặc biệt của Vanguard, đó chính là phần yên xe rất là mềm. Vậy nên là các bạn nào có chiều cao khiêm tốn như mình đây thì khi ngồi lên Vanguard thì cảm giác yên sẽ được hạ một chút thì mình sẽ ngồi chống chân dễ hơn. Còn yên xe của Felix rất là cứng, thế nên là vẫn cảm giác cao hơn so là ngồi Vanguard. Và cái việc phần yên cứng như thế này thì khi mà mình di chuyển ở quãng đường dài thì cảm giác là sẽ bị hơi êm mông và có thể là mỏi lưng nhá. Cả hai mẫu xe này đều được trang bị hệ thống đèn LED toàn xe cao cấp, vậy nên là cho các bạn cái khả năng chiếu sáng rất tốt khi mà mình đi trời tối. Mình thấy thì khi mà so sánh cái ánh sáng thì cảm giác là hai bên đều ngang ngửa nhau 1:9:1:10. Tuy nhiên thì về phần thiết kế đầu đèn pha thì thấy thích của thiết kế đèn của Yadi hơn. Mẫu xe Felix S thì là hệ chỉ có đèn bi cầu lồi thôi, không có giải đèn mí LED bên cạnh. Còn xe của Vanguard thì có hai cái giải định vị trông rất là đẹp. Cũng là về phần đèn thì mình cũng sẽ lưu ý cho các bạn là xe Felix S thì chỉ có những cái hệ thống đèn cơ bản, bao gồm là đèn pha này, đèn xi nhan và đèn chiếu hậu. Tuy nhiên thì Vanguard lại có thêm một số tính năng khác, chẳng hạn như là đèn hazard bật định vị cảnh báo. Đây các bạn có thể thấy là mình đang bật định vị cảnh báo, thế nên là Vanguard nháy đồng thời tất cả các đèn ở trên xe nhé, phía trước phía sau đều nháy. Đây là một cái tính năng khá là hay mà không phải là nhiều mẫu xe điện có, thì Vanguard đã ăn điểm được cái chức năng này. Thậm chí là Vanguard còn có một cái chế độ nữa, đó là đèn passing. Đó, các bạn có thể thấy không? Đèn passing tức là khi mà mình muốn vượt xe khác thì mình chỉ cần nháy đèn này thôi để chúng ta cảnh báo xe phía trước. Một cái tính năng rất hay mà mình thấy là trên ô tô mới có mà đã mang được xuống xe điện rồi. Để mà nói chi tiết hơn nhiều tính năng thì chắc chắn là Vanguard có nhiều tính năng hay ho hơn. Các bạn hãy cùng chờ đón đến cuối clip này để xem có những cái điểm thú vị nào nhé. Cả hai mẫu xe này thì đều có đường kính bánh trước và sau đều là 14 inch, thế nên trông tổng thể thì thiết kế xe trông khá là cao và thanh thoát. Nhiều người cho rằng là mẫu xe của Vanguard thì đang bị một cái phần hạn chế, đó là phần gầm xe tương đối thấp, rất là sợ bị cạ gầm. Tuy nhiên thì mình đã đo thử bằng thước thì cả hai mẫu xe Vanguard lẫn Felix S đều có khoảng sáng gầm khoảng 18cm, tức là cao hơn cả Vision của Honda các bạn ạ. Nhưng mà do cái sàn để chân của Vanguard
là đã tích hợp để ắc quy ở đây. Thế nên là cảm giác trông nó bị dày và nó độn lên thôi, chứ thậm chí là cái gầm xe này không bị thấp đâu nha các bạn. Vẫn thuộc về phần thiết kế, chúng ta sẽ đi về phần đầu xe của hai mẫu xe này thì mình chắc chắn sẽ chấm điểm cho Vanguard cao hơn rất nhiều so với mẫu xe Felix S. Bởi vì sao? Bởi vì Vanguard đang sở hữu một cái mặt đồng hồ cực kỳ đẹp. Đây là một mặt đồng hồ điện tử đa sắc màu có độ lớn lên đến khoảng 8 inch. Đây là một cái độ lớn phải gọi là lớn nhất trên tất cả các mẫu xe máy hiện nay, chứ không chỉ riêng xe máy điện đâu. Ngoài ra thì các hệ thống nút bấm còn được sơn nhám và tạo cái độ hoàn thiện cực kỳ cao, trông rất hiện đại và các lần mình thao tác thì rất nhạy, cảm giác bấm rất thật tay. Mình có thể thấy là trông rất cao cấp và hiện đại. Sang đến Felix S thì lại chưa được ưng cho lắm bởi cái mặt đồng hồ hiện vẫn đang chỉ là một mặt đồng hồ điện tử, nhưng mà lại âm bản chỉ có hai màu là màu đen và trắng. Nó cũng hơi nhỏ để mà khi mà mình đi ra ngoài nắng thì mình nhìn xuống thì sẽ bị một vấn đề là bị phản chiếu ánh sáng, thế nên là chưa nhìn được rõ lắm. Các nút bấm thì cũng chỉ làm ở mức cơ bản bình thường thôi. Các bạn có thể so sánh là trên màn hình mình quay cận chi tiết thì có thể thấy là mẫu xe nào tạo nên cái sự cao cấp cũng như là hiện đại hơn, chắc chắn đó chính là Vanguard đó. Tiếp đến chúng ta sẽ đến phần so sánh đuôi xe của hai mẫu xe này. Cả hai mẫu xe này đều có phần gác D3 rất là chắc chắn và được sơn nhám rất là đẹp. Nhưng mà mình thích cái màu sơn nhám của Vanguard hơn, trông nó xịn sò hơn tương đối. Với cái phần gác ba ga là đằng sau dài như thế này thì ví dụ gia đình nào chở đông người hoặc là bạn nào muốn chở thêm hàng thì rất là tiện lợi. Mình có thể buộc dây chun từ cái phần gác ba ga này, cực kỳ chắc chắn luôn các bạn ạ. Sang đến phần cốp xe thì cả hai mẫu xe này đều có phần cốp cực kỳ rộng và chắc chắn là một trong hai mẫu xe rộng nhất phân khúc cho xe người đi làm. Thì Vanguard có cái chiều sâu của cốp cực kỳ sâu luôn các bạn ạ, có thể là dài đến cả một cánh tay của mình luôn. Còn Felix S thì thiết kế dạng là thuôn dài về phía sau giống như kiểu xe lít của Honda ấy. Nhưng cả hai mẫu xe này thì đều có cốp rất rộng, thế nên là chị em nào đi làm, đi shopping hoặc là các anh muốn để đồ, dụng cụ đi làm thì hoàn toàn có thể yên tâm nhá. Hai mẫu xe này rất hợp với người đi làm đó. Như vậy là mình đã so sánh xong phần thiết kế của hai mẫu xe cho các bạn tùy từng gu lựa chọn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần trang bị cũng như khả năng vận hành và các tính năng phụ trợ để xem là bạn sẽ thích mẫu xe nào hơn. Chắc chắn là sẽ có kết quả ở cuối video này. Đầu tiên đó chính là phanh của hai mẫu xe thì mình chấm điểm Vanguard cao hơn. Lý do bởi vì Vanguard đang sở hữu là hai phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau. Còn Felix S chỉ có sử dụng một phanh đĩa bánh trước thôi, phanh sau vẫn là phanh cơ. Yadi chia sẻ rằng là phanh đĩa của Yadi đặc biệt hơn các hãng khác, lý do là sử dụng hai piston đối xứng. Khi mà chúng ta bóp phanh thì cả hai má phanh đều đồng thời ép vào đĩa phanh, thế nên là hạn chế cái tình trạng là lật đĩa bánh, thế nên là cái hiệu quả phanh tốt hơn cũng như là không lo bị xòe xe. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần giảm xóc. Thì cả hai mẫu xe này đều sử dụng là cặp phuộc ống lồng phía trước và cặp lò xo kép ở phía sau. Tuy nhiên thì Vanguard là sử dụng là ti ở phía dưới, còn đâu giảm xóc của Felix S thì là ti lại ngược lên trên. Thì đây là cái điểm khác biệt của hai mẫu xe rõ rệt về phần giảm xóc này thôi. Còn về khả năng vận hành thực tế thì mình cảm giác là Vanguard đã cải thiện rất nhiều về cái khả năng giảm xóc của tất cả các mẫu xe Yadi. Mẫu xe này đi rất là êm, nhất là khi mình qua G giảm xóc hay là các cái phần giảm tốc độ. Còn Felix thì vẫn chưa khắc phục được điểm này. Tiếp theo đó là về phần công suất động cơ cũng như là vận tốc thì Felix S đang đạt được một công suất danh định là 1.800W, thực tế là lên tới 3.000W, trong khi là Vanguard là danh định 1.500W và thực tế là tối đa có thể lên đến 3.000W theo công bố của hãng sản xuất. Vận tốc của Felix S đang nhỉnh hơn so với Vanguard. Mẫu xe này khi mà mình vít ga không tải thì lên được khoảng là 85 km/h. Phần động cơ là các bạn có thể nghe thấy là rất là vang, rất là khỏe. Còn mẫu xe Vanguard thì khi mà mình viết thử thì đi được khoảng tối đa ở hai chế độ Sport lên đến là 57 km/h, nhưng mà mình có một cái mẹo để giúp xe đạt được 75 km/h. Và cái mẹo này thì các bạn chú ý là khi ghé cửa hàng mình đăng kiểm xe xong thì mình hãy hỏi bên phía cửa hàng để chúng ta biết được cái mẹo đi vận tốc nhanh hơn này nhá. Cả hai mẫu xe này đều phù hợp người đi làm, cho các bạn thoải mái lựa chọn nhé. 19, 10 thì Felix 10, còn đâu Vanguard 9,5.
Mặc dù vận tốc của Vanguard là thấp hơn một chút so với Pilot S, nhưng mà Vanguard lại có một tính năng cực kỳ hay, đó chính là Cruise Control. Đây là một cái tính năng rất mới mẻ trên xe máy hiện nay mà mới chỉ có trên ô tô thôi. Mình sẽ giới thiệu qua một chút Cruise Control, tức là khi bạn vít ga đạt được ở một cái ngưỡng vận tốc nhất định rồi, bạn muốn giữ mãi cái vận tốc đấy thì mình sẽ bấm vào cái nút Cruise Control, tức là buông tay ra thì xe vẫn chạy bình thường. Buông tay ga ra nhé, không được bỏ hai tay đâu nhé các bạn ơi. Cái tính năng này thì sẽ phù hợp khi mà chúng ta đi đường xa này, hoặc là đường ngoại thành rất là vắng, và mình chỉ cần bóp nhẹ phanh cái là tắt ngay cái chế độ Cruise Control này rồi. Đây là một cái điểm rất mới, rất thú vị trên xe máy mà không nhiều mẫu xe có, thậm chí là chỉ có một cái mẫu Vanguard mình thấy là đang có. Ngoài ra thì Vanguard còn một cái chế độ nữa mà mình đã giới thiệu trong video review trong sự kiện của Yadi, đó chính là số lùi. Tuy nhiên thì mình lưu ý với các bạn là cái chế độ này thì các bạn đăng ký ra biển xong hãy mang xe quay lại cửa hàng của xe điện Việt Thanh để chúng mình kích hoạt cái chế độ đó nhé. Tiếp theo đó là về phần pin và quãng đường đi được cả hai mẫu xe này. Mẫu xe VinFast Pilot S thì sử dụng pin độc quyền của nhà VinFast là pin LFP cho quãng đường di chuyển một lần sạc là 200 km. Nhưng mà trong điều kiện test của hãng, tức là vận tốc chỉ khoảng 30 km/h mà thôi. Còn mẫu xe Vanguard, nhà sản xuất cũng công bố một con số liệu mới sau khi mà kết thúc sự kiện, đó chính là đi được quãng đường là 200 km trong một lần sạc, cũng ở trong mức điều kiện test là 30 km/h. Nhưng mà thực tế thì rất nhiều người dùng đã sử dụng Felix S và chia sẻ rằng nếu chúng ta đi vận tốc cao hơn, chở một người nhé, vẫn là điều kiện chở một người, nhưng mà ngưỡng vận tốc cao hơn thì chỉ đi được trong khoảng là 120 km trong một lần sạc. Còn thực tế Vanguard nếu mà đi ở vận tốc cao hơn thì sẽ đạt được quãng đường bao nhiêu? Mình sẽ lên video test thực tế về mẫu xe này trong thời gian sắp tới. Các bạn hãy đăng ký kênh Xe Điện Việt Thanh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Nhiều bạn đang so sánh pin của hai mẫu xe này, một bên là dùng pin LFP, còn một bên dùng ắc quy, và cho rằng là ắc quy thì không thể nào mà bằng được pin. Tuy nhiên thì hãng Yadi đã nâng cấp và cải tiến một cái công nghệ rất hiện đại, đó là ắc quy graphene độc quyền của hãng này. Đặc biệt đó là dòng ắc quy graphene Titifa đang áp dụng trên mẫu xe Vanguard. Thì cả hai mẫu xe sử dụng pin LFP hay là ắc quy graphene Titifa đều có những cái điểm mạnh nhất định. Chẳng hạn như ắc quy graphene Titifa của Vanguard thì có cái độ vận hành đã ổn định tương đối so với các xe sử dụng pin, và thời gian tuổi thọ của ắc quy graphene thì rất đáng nể. Theo hãng công bố thì lên đến là hơn 1.300 lần sạc trong quãng thời gian là trong khoảng 3 đến 5 năm, thì đây là một cái quãng thời gian tuổi thọ rất lớn và rất vượt trội so với phần còn lại của thị trường. Hiện nay thì mẫu xe Vanguard đang sử dụng là bộ 6 bình ắc quy 72V 38Ah, là cái dòng ắc quy rất là lớn và đang là được mệnh danh là mạnh nhất trên thị trường hiện nay. Nếu mà các bạn thay mới bộ ắc quy của Vanguard này thì chi phí tương đối cao đấy, không hề rẻ đâu. Còn mẫu xe Felix S thì khi chúng ta mua xe thì là chỉ mua xe thôi, vẫn phải thuê pin. Còn bạn nào muốn mua pin thì phải bỏ ra khoảng 20 triệu đồng. Đây là một cái con số khá là cao, mình so sánh như vậy để cho các bạn biết rằng là mẫu xe đang sử dụng pin hay là ắc quy thì mẫu xe nào có lợi ích về mặt kinh tế hơn. Một cái điểm cộng mà chắc chắn mình sẽ ưu tiên lựa chọn Vanguard hơn đó chính là chế độ chống trộm cũng như là điều khiển bằng remote trên xe Vanguard của Yadi. Thì mình đã quen sử dụng các mẫu xe mà có hệ thống chống trộm để khi mà mình đi shopping hay là đi ra ngoài đi chơi, mình vứt xe ở đâu mình cũng rất là yên tâm thoải mái. Thì đó chính là chế độ chống trộm, là các bạn chỉ cần bật chống trộm lên thì nếu mà ai mà có dự định là chạm vào xe hoặc là có ý định dắt xe đi thì xe sẽ khóa cứng bánh sau và bật còi báo hiệu. Đó, như vậy là các bạn không lo bị mất xe đâu nhá. Tuy nhiên thì Felix S lại chưa được trang bị chế độ chống trộm như vậy mà đang sử dụng một cái phần mềm trên app để chúng ta định vị GPS toàn cầu. Nhưng mà mình thấy rằng là kể cả mình biết được xe đang ở đâu nhưng mà bị dắt đi rồi thì cũng rất là khó để mà mình tìm lại được. Chưa kể là nếu mà bên các bạn có ý định xấu mà tắt nguồn của xe đi thì chúng ta cũng không thể định vị được xe đang ở đâu. Vậy nên là cái chế độ chống trộm ở trên xe điện thì mình chắc chắn sẽ chấm điểm cho Vanguard cao hơn. Ngoài ra thì Vanguard còn có nhiều tính năng hỗ trợ khác, chẳng hạn như là sạc, cổng sạc USB cho điện thoại. Tức là khi mà bạn
đang hết điện điện thoại mà cần tra mát hoặc là gọi điện cho người thân thì mình cứ mang theo dây sạc cắm vào xe, mình di chuyển trên đường là điện thoại đang được sạc rồi. Rất là phù hợp với cái phong cách sống hiện đại ngày nay, lúc nào mình cũng cần có smartphone ấy, thì Volkswagen đang giúp mình tạo nên cái sự thú vị cũng như là trợ thủ đắc lực trong cái vấn đề đó. Như vậy là mình đã so sánh tổng quan hai mẫu xe, kể cả về phần thiết kế cũng như là trải nghiệm vận hành. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh về bảo hành của hai hãng Yagi và VinFast. Thì cả hai hãng này đang được mệnh danh là hai hãng có chất lượng dịch vụ sau bán hàng tốt nhất Việt Nam hiện nay. VinFast thì đang áp dụng chế độ bảo hành 3 năm đối với pin và động cơ của xe. Còn Volkswagen của Yadi thì được áp dụng chế độ bảo hành 2 năm. Thì thời gian của VinFast Felix S đang được bảo hành dài hơn so với Volkswagen. Các bạn mang xe đến xe điện Việt Thanh thì bên mình sẽ vẫn bảo dưỡng cũng như là kiểm tra xe toàn bộ trong phần đời của mẫu xe các bạn đang sử dụng nhé. Thế nên cứ yên tâm về chế độ bảo hành cũng như là bảo dưỡng của xe điện Việt Thanh. Về mức giá bán của hai mẫu xe này thì chênh nhau một chút. Mẫu xe Volkswagen mặc dù ra sau và có nhiều tính năng xịn sò như vậy nhưng mà đang bán với giá là 27,9 triệu. Trong thời gian đầu mua xe thì các bạn còn được tặng quà của xe điện Việt Thanh giảm giá trực tiếp vào giá xe lên tới 1 triệu. Còn mẫu xe Felix S thì đang được bán với giá là 29,9 triệu, là 30 triệu đó. Tuy nhiên thì cái điểm khác biệt đó là Felix S là không bao gồm pin các bạn nha. Còn Volkswagen thì đã bao gồm tất cả các phụ kiện và ắc quy đi kèm. Vậy nên là nếu mà mình tính giá thực tế bao gồm cả pin thì chứng tỏ là Felix S có giá chênh hơn rất nhiều. Nhưng mà VinFast thì lại đang áp dụng chế độ là thuê pin. Vậy nên là khi các bạn bỏ ra 30 triệu đồng thì mỗi tháng mình chỉ cần bỏ ra khoảng là 350k một tháng để thuê pin. Đặc biệt là khi mua xe tại xe điện Việt Thanh thì các bạn đang nhận được ưu đãi là miễn phí 1 năm đầu thuê pin. Và từ năm tiếp theo các bạn chỉ cần mua với gói là 189k thôi, không bắt buộc phải lên tới 350k đâu nha. Thế nên là sẽ linh hoạt để phù hợp với nhu cầu sử dụng, di chuyển nhiều hay ít của bạn hơn đó. Như vậy là mình đã so sánh xong hai mẫu xe đang được quan tâm nhất hiện nay đối với phân khúc là người đi làm, đó chính là Yadi Volkswagen hay còn gọi là VFV V002 và mẫu xe VinFast Felix S. Vậy là các bạn đã quyết định được rằng là mình sẽ lựa chọn mẫu xe nào để phù hợp với bản thân mình hay chưa? Mình cũng đang có nhu cầu là đổi mẫu xe mới đi làm hàng ngày. Các bạn hãy tư vấn cho mình, comment bên dưới là Phương Thảo nên lựa chọn mẫu xe nào nhé. Cảm ơn các bạn. Hãy đăng ký kênh Xe Điện Việt Thanh để ủng hộ chúng mình ra nhiều video hơn nha. Xin chào.